Hello, chào mừng em trở lại với Tướng Mát Channel. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các anh em nhiệm vụ chính trụ cứu thế. Đây là nhiệm vụ có phần thưởng hết sức phong phú. Anh em sẽ nhận được một cái món đồ Legend 5 sao màu vàng và rất là nhiều rương, hơn 9 cái rương. Cái nơi nhận nhiệm vụ này là ở dốc Phỉ Thúy. Đó, nãy mình có để trên bản đồ có cái chữ here, anh em coi cái chỗ đó là biết à. Và cái chỗ này cũng rất là dễ nhận ra, tại vì nó có 9 cái trụ vàng vàng, thấy không? Đó, xung quanh mình chỉ việc mở hết mấy cái 9 trụ đó là ra những cái phần thưởng thôi. Ngày đầu tiên mình sẽ đáp xuống đây những cái nhiệm vụ. Mình có cái bia đá ngay cái trung tâm luôn. Cái này rất là dễ nhận ra, cái vị trí này nó tròn tròn. Bạn tới dốc Phỉ Thúy là bạn nhìn xuống thấy cái vị trí tròn tròn ở dưới thung lũng là biết liền rồi, thấy không? Mình mở thêm cái bản đồ một lần nữa cho bạn coi. Đó, việc nhận cái bia thôi là mình sẽ có mở được cái nhiệm vụ chính trụ cứu thế. Cái phần còn lại là mình sẽ mở hết 9 cái trụ đó bằng cái cục đá kể chuyện. Cái cục đá kể chuyện này nhận được thông qua việc nâng cấp nham thần tượng các bạn. Mỗi lần mà mình nâng cấp nham thần tượng lên một cấp thì mình sẽ được một cục. Và để làm cái nhiệm vụ này á, mình sẽ cần cái 9 cục. Tức là mình phải nâng cái nham thần tượng của mình lên 9 lần là level 10 á. Nói chung là ai mà level 10 là sẽ hoàn thành được cái quest này. Coi như đó cũng là cái quest cuối cùng của game luôn trong cái thời điểm hiện tại. Ở đây thì mình không có gom đủ các bạn, cho nên mình chỉ làm một phần thôi. Sau này mình gom đủ thì mình sẽ làm tiếp phần B của cái video này. Coi như video này là phần A mình giới thiệu cho các bạn. Để ai mà có đủ nham thần, có đủ đá kể chuyện thì mình làm thôi. Mình biết nhiệm vụ mình làm. Tại vì nhiệm vụ này nó dễ, chỉ việc mở mấy trụ đó thôi, mấy trụ cũng dễ tìm. Thì khó là mình phải nâng cấp nham thần hiện tượng thôi. À, bạn nào có đủ thì biết cái nhiệm vụ này thì làm sớm. Mình thì làm xong video này chắc mình phải đi cài nham thần tượng lên, nâng lên. Mình mới có level 2 à, mình được 2 cục, thấy không? Bây giờ mình đặt vô đây tốn hết cục rồi, còn cục mở thêm đường trụ nữa. Rồi mở xong rồi, dưới nó có cái rương, chín rương thì chưa kể bảo tàng ở trong nữa. Một cái điều quý giá nhất của nó là cái item 5 sao thôi, bông hoa. Bông hoa gì mình cũng quên, là mình để ngoài hình thumbnail á. Cái hình là lúc đó ban đầu mấy bạn vô là thấy trên video. Rồi bây giờ mình đi bên kia mở cái trụ thứ hai. Tới leo lên. Bây giờ không biết đi làm nhiệm vụ gì nữa. À, mình còn mấy cái nhiệm vụ. Chắc là không hết nhiệm vụ đi rồi, mình thả cài nhâm thần tượng. Thực ra mình chỉ tính làm, ban đầu ý định ban đầu của mình là chỉ làm nhiệm vụ khó thôi. Nhưng mà mình nghĩ lại đó thì dù dễ, nhiều khi các bạn không biết nó có tồn tại. Các bạn mới nè, như vậy thì mình không có cơ hội để tăng thêm cái app mạo hiểm, cho nên nhiệm vụ nào mình cũng làm dễ quá thì mình là bỏ qua thôi. Còn nhiệm vụ nào mà mình phải đi kiếm địa vị trí, mình đi tới chỗ đó mình kiếm cái NPC nhiệm vụ, mình làm video cho các bạn coi, ai chưa làm thì lại đó làm cái app này, không có bỏ sót nhiệm vụ nào hết của game, chờ cho đến khi nó ra phiên bản mới. Rồi xong, vậy là video hướng dẫn nhiệm vụ cuối cùng của game phần 1 là chấm dứt. Hẹn gặp lại các bạn ở các phần sau nhé. Hy vọng vài hôm nữa là sẽ xong được cái quest này. Bye.